anh Nguyễn Ngọc Như Hy, ngụ tại thôn Liêm An, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, vươn lên làm giàu từ nghề chăn nuôi vỗ béo bò, kết hợp kinh doanh vật tư nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Nguyễn Ngọc Như Hy, thôn Liêm An, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, học chuyên ngành bảo vệ thực vật và thêm 10 năm làm công nhân ở các công ty để học tập trải nghiệm. Để hiện thực hóa ước mơ làm giàu, Hy áp dụng kiến thức có được vào sản xuất kinh doanh, mở cửa hàng vật tư nông nghiệp, thực hiện dịch vụ mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chăn nuôi bò sinh sản kết hợp nuôi bò vỗ béo chuyên thịt theo hướng công nghiệp. Quy mô chăn nuôi đàn bò của anh trên dưới 75 con mỗi năm. Trong đó, 15 bò cái sinh sản và đàn bò đực vỗ béo 60 con được chia nuôi làm hai lứa, mỗi lứa 30 con. Trừ chi phí, anh còn thu lãi trên dưới 500 triệu đồng một năm. Giống bò anh Huy chọn nuôi chủ yếu là bò 3B và bò lai sinh. Trung bình mỗi năm xuất bán 60 con bò chuyên thịt, thu khoảng 2 tỷ tư, bình quân khoảng 40 triệu một con. Cùng với xuất bán phân chuồng thu khoảng 100 triệu đồng một năm. Mình sẽ cho ăn nhiều loại thức ăn, con bò nó mới thích ăn. Đó. Ví dụ là mình cho ăn, vừa cho ăn cám xong là mình cho ăn rơm hoặc ăn thứ khác. Rồi cho ăn rơm rồi mình đậu lại mình cho ăn cỏ. Hoặc là đó cái như thanh long đó, thấy không? Thanh long đó là mình trộn lại với lại cỏ voi xay đó, mình trộn lên cho nó ăn, nó khỏi đi phân lỏng á, trộn cho nó ăn. Ăn đó xong rồi mình bỏ bả bi cho nó ăn. Rồi bắp ủ. Đó bắp ủ chua á, là làm theo quy trình đàng hoàng đó, nó có bao trong nhà. Đó mình đổ cho một con cái ngày 5 kg gì đó. Để đảm bảo nguồn thức ăn xanh cho bò, anh trồng 2 hectare cỏ ống tây và tận dụng lượng rơm rạ từ 2 hectare ruộng lúa của gia đình sản xuất. Khác với nghề chăn nuôi bò truyền thống, nuôi bò vỗ béo áp dụng theo quy trình kỹ thuật. Trại nuôi được vệ sinh hàng ngày, thức ăn cho bò đảm bảo số lượng và chất lượng với đầy đủ các dưỡng chất, nhiều loại thức ăn khác nhau như cỏ, rơm rạ, ủ chua với bắp sinh khối, bã mía đường và thức ăn tinh chuyên dùng. Bò cho ăn nhiều lần trong ngày, mỗi lần là một loại thức ăn khác nhau với số lượng vừa đủ nhằm kích thích bò ăn được nhiều và hết lượng thức ăn trong máng, giúp bò khỏe nhanh lớn, chỉ cần nuôi thúc từ 4 đến 6 tháng là xuất bán. Hy là ngồi cái nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của xã rồi của địa phương thôn, thì hàng năm là nói chung anh làm công tác từ thiện rất tốt, ví dụ như anh ủng hộ quỹ hỗ trợ nông dân, rồi anh chia sẻ những cái kinh nghiệm về chăn nuôi bò cho bà con nông dân lân cận, để là cái cách để mà làm sao mà nuôi heo nuôi bò cho nó được nhanh lớn.